Xin mời quý vị và các bạn đón nghe thi phần số 4 Hải Lưu Chắc Mút Mừng Ngày Phụ Nữ. Tác giả thơ Hải Lưu, trình bày Nguyễn Anh. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Nhân ngày phụ nữ tháng 10, Hải Lưu tặng đoá hoa tươi chúc mừng. Nhành lan tỏa ngát khắp vùng, áo dài duyên dáng bay cùng ngày xưa. Phụ nữ đảm đang hậu phương vững chắc để chàng sống pha. Ngày nay thống nhất sơn hà, chị em phái nữ chúng ta bước đi theo dòng thời gian, bước đi theo dòng thời gian, lập nhiều thành tích mở mang cõi bờ quê hương đang đợi đang chờ. Bàn tay các chị bây giờ điểm tô sừng danh truyền thống tự hào. Ngày xưa nữ giới biết bao anh hùng, chị em trên cả ba vùng vững trèo vững nãy ta cùng dựng xây. Mừng ngày phụ nữ hôm nay, lãng hoa gửi tặng tỏ bày tôn vinh, đắp xây hạnh phúc gia. Việc công toàn vẹn thắm tình quê hương. Và mừng ngày phụ nữ hôm nay, lắng hoa gửi tặng tỏ bày tôn vinh, đắp xây hạnh phúc gia đình. Việc công toàn vẹn thắm tình quê hương. Đó là bài thơ Hải Lưu Chắc Mút Mừng Ngày Phụ Nữ. Cảm ơn tác giả, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.